Các bạn thân mến, đây là cái máy ướp trứng tự chế của mình và nó đang báo động ở đây là không đủ nhiệt độ. Thế thì ở đây là 4 quả trứng chim cút hôm vừa rồi mình bắt được ở ngoài ngoài đồi rừng hoang, và con mẹ thì mình đang nuôi. Còn 4 quả mình cho 2 quả vào máy ấp, 2 quả trứng chim gáy ấp. Thì ở đây các bạn thân mến là con chim cút nó nở ra. Thì đây là cái hiện trường. Đây là cái hiện trường. Đây là cái vỏ trứng chim cút nhá. Đấy, con nó vừa nở ra xong này. Đó. Đây là những quả trứng chim gáy. Đây là quả trứng gà rừng. Thì các bạn có thể thấy là đây là hình ảnh của con cút con. Đó. Hình ảnh của con cút con nha chị. Các bạn yên tâm là khi cái máy này là các bạn có nhu cầu dùng, mình sẽ lắp đặt và chuyển tận nơi và cài đặt sẵn. Các bạn chỉ cắm điện và dùng. Cũng chỉ có để một cái, ví dụ đây là có cái bát nước mình để vào đây để cho nó giữ được cái độ ẩm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đây là cái hình ảnh của con cút nó mới lật từ quả trứng ra. Các bạn thân mến, đây là con cút, nó nở ra vẫn còn chưa khô lông nhưng mà cái bản năng sinh tồn của nó chạy rất nhanh. Đó. Đấy. Các bạn có thể thấy đây là con cút. Như con gà nhép luôn. Đây là cái ngôi nhà của nó vừa thoát xác xong. Đó. Nên là cái máy ấp trứng này ấp rất hiệu quả, đạt 96%. Đó. Giá thành của nó là 1 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu mua cút này là cút rừng nhé. Cút rừng nguyên bản luôn này. Không phải là cút nuôi đâu nhé. Quả trứng cút rừng của nó này các bạn nhìn này. Nhưng quả này sắp nở này. Ô, quả này mổ mỏ lên này. Đó. Cút rừng. Tí nữa ra kiểm tra 2 quả của chim cu gái ấp xem tình hình nha. Không 1 6 3 5 3 0 5 9 8 2.